Cơ sở đồ gỗ Kinh Bắc xin được kính chào quý vị và thưa quý vị, hôm nay là buổi sáng ngày 17 tháng 12 năm 2021. Đơn vị chúng tôi xin được giới thiệu đến khách hàng một sản phẩm tủ rượu với kích thước chiều ngang là 80 và cao là 2m17. Thì đây là một trong những sản phẩm hàng đặt của gia đình nhà anh Hưng đến từ Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và thiết kế của sản phẩm thì gồm có hai cục, cục trên là phần cục kính và bên dưới là phần cạnh đục thưa quý vị. Và anh Hưng thì đã theo dõi rất là nhiều các sản phẩm của bên đơn vị chúng tôi và anh đã tin tưởng và đã trao đổi trực tiếp đó, và thống nhất về mẫu mã cũng như là chất liệu gỗ. Thì chúng tôi đã hoàn thiện xong về một chiếc tủ rượu hàng đặt với kích thước chiều ngang là 80 và cao là 2m17. Và thiết kế thì gồm có hai cục, cục trên là phần cục kính và cục bên dưới là phần cạnh đục. Và chúng tôi thiết kế gồm có hai cánh đục tích là tùng hạc và mai điểu. Ván cánh là ván liền tấm, dày là 3 phân và khung cánh là dày 3 phân rưỡi. Thì đây là một trong những sản phẩm hàng cao cấp cột hồi được làm với bản vuông 4,5 phân đó. Cột hồi được làm vuông 4,5 phân. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ đi lại gần vào sản phẩm để quý vị có thể chiêm ngưỡng về chất lượng của sản phẩm mà sau khi chúng tôi đã hoàn thiện xong về phần sơn. Thì đây là một trong những cái sản phẩm hàng đặt mà chúng tôi là phun màu lá chuối khô nha quý vị. Đó, phun màu lá chuối khô. Thì đây là một trong những cái màu nó rất là sang trọng đó. Và bên trên thì chúng tôi có lắp cho gia đình nhà anh là một chiếc đèn led. Đó, một chiếc đèn led đấy ạ, để tăng độ phản chiếu. Và bên trong thì quý vị có thể để rất là nhiều vật dụng như là những đồ trang trí, chai rượu, cốc ly hay là những món đồ lưu niệm nha quý vị. Thì đầu tiên là nhìn vào phần mặt tiền đó. Thì đây là một cái phần khung lon nha quý vị nhé, một phần khung lon mà chúng tôi là lắp chết đó. Và phần cánh thì anh có yêu cầu là cánh mở bên sườn, cánh mở bên hồi đấy ạ. Và khung cánh thì chúng tôi làm với độ dày là 3 phân đó, khung cánh dày 3 phân. Và bên ngoài thì có lắp cho quý vị là một chiếc tay lắm bằng đồng và kèm theo đó là một chiếc khóa biệt tiệp. Và đợt thì chúng tôi trang bị là đợt kính 7 ly. Đợt kính 7 ly loại kính Việt Nhật. Đó, kính Việt Nhật. Và mỗi đợt là cao 40 phân cho quý vị. Mỗi đợt có kích thước chiều cao là 40 phân, hàng đặt theo yêu cầu của gia đình nhà anh Hưng đến từ quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và có lắp đầy đủ là gương chiếu hậu. Đó, gương chiếu hậu và một chiếc đèn led ở bên trên. Và cột hồi thì chúng tôi làm với bản là bản vuông 4,5 phân, soi chỉ và đục phẳng thừng. Soi chỉ đấy ạ, và đục phẳng thừng. Và trương thì chúng tôi làm là trương vát cong, đó, trương mái vòm. Và bên dưới đục họa tiết hoa lá tây. Phần ô cổ thì chúng tôi làm với độ dày là 2 phân. Ô cổ dày 2 phân nha quý vị. Thì đây là một phần khung lon chúng tôi đã bắt chết vào phần cột hồi, đó, không mở được nha quý vị, không mở được. Và quý vị yêu cầu là chúng tôi làm cánh thì chúng tôi cũng sẽ làm cánh cho quý vị nhé. Đó, yêu cầu làm cánh thì chúng tôi sẽ làm cánh. Và yêu cầu là cánh bên hồi thì chúng tôi sẽ làm cánh bên hồi. Đó. Và đợt kính thì chúng tôi trang bị là kính 7 ly. Và bên dưới đây ạ, chúng tôi làm hai cánh chung một buồng. Ván cánh là ván liền tấm dày là 3 phân. Khung cánh là dày 3 phân rưỡi. Chân bệ đục hoa hồng. Đó. Và với những cái sản phẩm của đơn vị chúng tôi thì có một cái mẫu mã và có một cái mẫu đục cũng như là có một kỹ thuật đục chạm và khả năng hoàn thiện rất là kỹ, hoàn thiện rất kỹ nha quý vị. Và quý vị khi xem những cái sản phẩm tủ rượu của đơn vị chúng tôi trên kênh YouTube thì quý vị có thể chiêm ngưỡng về chất lượng hàng ngang và kỹ thuật đục chạm. Và sau đó thì chúng tôi sẽ hoàn thiện rất là kỹ. Đó, hoàn thiện rất kỹ. Đây là tích là tùng hạc và mai điểu. Đó, tích tùng hạc và mai điểu. Ván cánh là liền tấm dày 3 phân. Và bên ngoài thì chúng tôi cũng lắp đầy đủ. Đó. Lắp đầy đủ là một chiếc khóa. Và kèm theo đó là hai chiếc tay lắm. Hai chiếc tay lắm đồng. Và toàn bộ cột hồi thì chúng tôi làm bản cột hồi là vuông 4,5 phân. Bên trên thì có triện góc hoa lá tây. Chân bệ và yếm đục hoa hồng. Đó. Với chiều sâu của sản phẩm thì chúng tôi làm sâu là 42 phân nha quý vị. Đó, sâu 42 phân. Và ván hồi thì cũng là ván liền. Đó, ván liền đấy ạ. Rất là chất lượng. Và một chiếc tủ rượu bày đồ với kích thước là 80 và cao là 2m17. Và được chế tác trên chất liệu là gỗ gụ Lào, hàng thửa cao cấp và là hàng đặt theo yêu cầu của gia đình nhà anh Hưng. Thì chúng tôi đang chào bán cho gia đình nhà anh với giá là 15 triệu đồng cho sản phẩm tủ rượu bày đồ. Đó, bên trên thì có lắp đầy đủ là một chiếc đèn, gương chiếu hậu và đợt kính. Và toàn bộ các phần phụ kiện như là bản lề, tay lắm thì chúng tôi cũng sử dụng là bản lề và tay lắm đồng. Khóa là khóa Việt tiệp thưa quý vị. Và quý vị nào yêu thích
hoặc muốn sở hữu một sản phẩm tương tự thì có thể điện thoại trực tiếp cho đơn vị chúng tôi theo số hotline đó là 0868 82 400 và địa chỉ của cơ sở thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và video clip ngày hôm nay thì đơn vị chúng tôi cũng xin phép là kết thúc tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.